Kính chào quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, năm 2017, một năm thành công của kinh tế Việt Nam với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,81%, thuộc nhóm có tốc độ tăng trưởng lớn nhất trong khu vực và toàn cầu. Nhiều ngành có bước bứt phá nhanh và tăng trưởng ấn tượng. Tuy nhiên, thì nền kinh tế Việt Nam dù tăng trưởng nhanh nhưng đến nay vẫn chủ yếu phụ thuộc, tăng trưởng chủ yếu là các doanh nghiệp FDI, chỉ tỷ lệ nhỏ là các doanh nghiệp nội. Nhiều ngành và nhiều yếu tố chưa bền vững. Như vậy thì để phát triển bền vững, Thủ tướng đã có những chỉ đạo và yêu cầu vào năm 2018 như thế nào? Tất cả những vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Chuyên sản xuất và kinh doanh cao su các loại, đại diện doanh nghiệp này chia sẻ, năm 2017 là một năm khá thành công của doanh nghiệp. Doanh nghiệp đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu chính như sản lượng cao su tiêu thụ 344.000 tấn bằng 111% kế hoạch năm, tổng lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 3.600 tỷ đồng bằng 106% kế hoạch năm. 2017 thì đã có những bước chuẩn bị rất tốt từ 2015 và 2016, đó là cái quản lý. Chúng ta phải thay đổi với cái chủ trương về mặt quản lý, đó là quản lý giá thành và quản lý đầu tư thật tốt. Và tôi tin là với cái kế hoạch và cái chủ trương quản lý của ngành cao su hiện nay thì giá cao su 2017 chúng tôi đã lợi nhuận từ 6 đến 7 triệu đồng trên một tấn. Đó là một trong những cái thành công nhất. Cái thứ hai là phải khẳng định là các cái hoạt động chung của ngành cao su ngoài lĩnh vực về cao su thiên nhiên thì có thêm các thu nhập khác rất tốt, đó là từ gỗ, từ các khu công nghiệp và sản phẩm công nghiệp cao su. Bước phát triển nhanh và thành công không phải là câu chuyện của một vài doanh nghiệp trong năm 2017. Những con số ấn tượng đã được ghi nhận trong nhiều ngành lĩnh vực. Nổi bật là tăng trưởng rất ấn tượng của ngành nông nghiệp. Theo đó, năm 2017 dù đứng trước những thử thách rất lớn về thị trường và thiên tai, nhưng bức tranh tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp vẫn đạt được những cột mốc quan trọng. Một số chỉ tiêu quan trọng của ngành đã vượt kế hoạch như mục tiêu tăng trưởng GDP vượt 0,01%, xây dựng nông thôn mới vượt 1,3% và xuất khẩu tăng hơn 3 tỷ so với chỉ tiêu. Là năm 2017, ngành nông nghiệp đã hoàn thành các chỉ tiêu chính về tăng trưởng. Trong đó có những cái chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc, đặc biệt là kim ngạch xuất khẩu. Không chỉ trong nông nghiệp, các ngành công nghiệp cũng đạt thành tích cao, điển hình dệt may ngành xuất khẩu chủ lực của nước ta. Nếu như năm 2016 là một năm ảm đạm của dệt may khi tốc độ tăng trưởng chỉ đạt 5,2%, thấp nhất trong 10 năm gần đây, thì trong năm 2017, ngành dệt may đã vượt khó khi ghi nhận kết quả ấn tượng với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 31 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,23% so với năm ngoái, tức là vẫn tăng trưởng trên 10%. Nhưng mà năm 2018, nếu mà hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam EU có hiệu lực thì chúng tôi nghĩ rằng cái nó sẽ là một cái sự bùng nổ về xuất khẩu. Có thể nói bức tranh kinh tế Việt Nam đang sáng ở cả ba lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Trong năm qua, dịch vụ cũng đã để lại kỳ tích. Theo thống kê gần đây của Tổ chức Du lịch Thế giới UNWTO, Việt Nam đứng thứ 6 trong 10 nước tăng trưởng du lịch mạnh nhất thế giới năm 2017 và đứng đầu châu Á về tốc độ phát triển du lịch. Xét trên tổng thể, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế của nước ta trong năm qua đã đạt và vượt kế hoạch. Theo đó, theo báo cáo kế hoạch thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017, trong số 13 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017, có 5 chỉ tiêu ước vượt và 8 chỉ tiêu ước đạt kế hoạch. Với cái tốc độ đạt được như vậy, thì chúng ta đảm bảo được rất nhiều các yếu tố vĩ mô kèm theo. Thứ nhất là chúng ta đảm bảo được cái phần thu ngân sách. Bên cạnh cái việc siết chặt lại cái kỷ luật chi thì chúng ta đã đạt được cái bội chi ngân sách của năm 2017 nó đạt ở cái mức dưới 4%. Và như thế thì nó góp phần làm cho nền kinh tế của chúng ta nó ổn định hơn. Như vậy, trong năm 2017, kinh tế Việt Nam đã có những bước đệm ấn tượng, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế trong năm 2018. Thưa quý vị, đà tăng trưởng của năm 2017 là yếu tố tích cực cho triển vọng của kinh tế năm 2018. Tuy nhiên, thì các chuyên gia cho rằng tăng trưởng kinh tế chưa thực sự bền vững, tiềm ẩn những yếu tố có ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng không chỉ cho năm 2018 mà cả những năm tiếp theo. Những ghi nhận sau của chúng tôi sẽ phân tích rõ hơn về vấn đề này. Kính mời quý vị cùng theo dõi.
Theo các chuyên gia kinh tế, dù năm 2017 tăng trưởng 6,81%, cao hơn mục tiêu đề ra 6,7% và cao hơn mức tăng của các năm từ 2011 đến năm 2016, song liệu năm 2018 và các năm tiếp theo có thể duy trì được đà tăng trưởng cao hay không vẫn đang là một câu hỏi lớn, bởi thiên tai vẫn còn là yếu tố khó xác định, tăng trưởng công nghiệp chủ yếu dựa vào khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thay đổi những cái tác động của biến đổi khí hậu hết sức là nhanh chóng, hết sức là khốc liệt so với cái dự báo cảnh báo mà chúng ta đã xây dựng nhiều năm qua. Rất là khốc liệt và rất là nhanh chóng, mà ngoài các kịch bản, ngoài các cái dự báo của chúng ta trong nhiều năm qua. Đặc biệt, dù đã được đề cập và cảnh báo từ nhiều năm nay, song hiện năng suất lao động của Việt Nam không những ở mức thấp với nhiều nước trong khu vực, mà khoảng cách với các nước này ngày càng tiếp tục gia tăng. Cụ thể, năng suất lao động của Việt Nam năm 2016 đạt 9.894 đô la Mỹ, chỉ bằng 7% của Singapore, 17,6% của Malaysia và 36,5% của Thái Lan, bằng 42,3% của Indonesia, 56,7% của Philippines và đặc biệt chỉ bằng 87,4% năng suất lao động của Lào. Theo đó, năng suất lao động thấp đang được nhìn nhận là một trong những mối lo lớn nhất của tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Khó khăn trong năm 2018 thì theo chúng tôi nhìn nhận thì cái năng suất hiệu quả của nền kinh tế cũng đang còn thấp, tuy được cải thiện nhưng mà vẫn đang còn thấp, nó ảnh hưởng cái hiệu đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp TFP và tăng trưởng kinh tế tuy được cải thiện trong 3 năm gần đây nhưng vẫn đang ở mức thấp so với khu vực. Thì những cái yếu tố về năng suất hiệu quả là một cái rào cản trong cái tăng trưởng bền vững của Việt Nam. Việt Nam mình thì tôi thấy tất cả những yếu tố khác vẫn có thể chúng ta dần dần cải thiện được. Nhưng một yếu tố quan trọng mà chúng ta cũng đang để lãng phí, đấy là vấn đề về con người Việt Nam. Con người Việt Nam thì phải nói rằng là năng lực của chúng ta không tồi. Nếu mà so sánh ở chừng mực nào đấy là tốt. Tuy nhiên là cái sự nỗ lực hết mình vì công việc để mà cải thiện cái hiệu quả công việc ở trong hầu hết các cơ quan và kể cả khối doanh nghiệp thì tôi thấy rằng là cái này chưa được làm tốt. Về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, nhiều chuyên gia kinh tế cảm thấy hết sức lo ngại khi khu vực kinh tế trong nước đang ngày càng trở nên yếu thế so với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong bối cảnh quá trình hội nhập quốc tế đang được mở rộng. Trong năm 2017 thì có lẽ đối với doanh nghiệp Việt Nam, đánh dấu của 10 năm Việt Nam tham gia WTO, của 2 năm thực hiện cộng đồng kinh tế ASEAN, và sau mấy năm chúng ta thực hiện hiệp định với Hàn Quốc đấy, hiệp định thương mại tự do với Hàn Quốc, và tất cả những cái hội nhập này thì có lẽ nó dồn tiếp những sức mạnh, những sức ép đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, cho nên cái số doanh nghiệp Việt Nam ra khỏi thị trường vẫn rất cao. Mặc dù số đăng ký mới tăng lên thì vẫn có cao hơn so với năm trước, nhưng mà cái sức ép mà làm cho các doanh nghiệp ra khỏi thị trường vẫn rất cao. Mà tôi lúc nào nói thật, tôi vẫn trong lòng tôi vẫn thấy lo hơn về cái số doanh nghiệp rút khỏi thị trường, bởi vì đấy là những doanh nghiệp họ đã hoạt động có thời gian nhất định, có những đóng góp nhất định cho nền kinh tế. Sẽ không phải là một năm dễ dàng. Một vấn đề rất đáng lưu ý là nợ công vẫn ở mức cao, nợ xấu chưa được giải quyết triệt để đã và đang làm hạn chế và thu hẹp không gian chính sách, không còn dư địa cho tăng trưởng bằng các giải pháp huy động nguồn lực đầu tư phát triển như trước đây. Trong khi đó, về môi trường đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp dù được cải thiện nhưng vẫn còn chậm, chưa theo kịp và vượt các nước trong khu vực. Tất cả những điều này đang là lực cản lớn cho tăng trưởng trong năm 2018. Năm 2018, Quốc hội giao chỉ tiêu tăng trưởng là 6,5-6,7%. Song người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ quyết tâm thực hiện tăng trưởng kinh tế GDP ít nhất là 6,7%. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành cần tìm ra các giải pháp để tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trong năm nay và những năm tiếp theo. Trong ngày đầu tiên của năm mới 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành nghị quyết số 01 về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội với 4 trọng tâm trong chỉ đạo điều hành và 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018, theo nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đề ra phương châm hành động, kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả. Tuy nhiên cái nghị quyết 01 lần này thì nó có khác so với những năm trước.
đó là một là nó ngắn hơn, thứ hai ngắn hơn cho nên nó tập trung hơn, kèm với đó thì có 242 cái nhiệm vụ cụ thể, nhiệm vụ cụ thể, thời hạn hoàn thành cụ thể. Và đặc biệt năm nay thì có một cái phương châm nó xuyên suốt của nghị quyết cũng như là của cái tinh thần điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong năm 2018. Ngoài mục tiêu tăng trưởng GDP đạt được 6,7%, Nghị quyết 01 cũng đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018 như đưa Việt Nam vào nhóm ASEAN 4 về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, quyết liệt xử lý nợ xấu, thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, giảm 1,7% biên chế công chức, kiên quyết xử lý nghiêm các vụ án kinh tế tham nhũng, kiểm soát đặc biệt với các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Cái việc yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm các cái điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính đã được nêu ra nhiều năm rồi. Chúng ta cũng có đề nhiều các cái nghị quyết, các cái chỉ thị, các cái chương trình hành động để thực hiện cái việc này. Nhưng có lẽ đây là cái thời điểm mà chúng ta làm với một cái quyết tâm cao nhất và có những kết quả thiết thực nhất. Bây giờ cái việc chính phủ đề ra một cái chương trình là trong 1-2 năm tới là tất cả các bộ ngành, các cái lĩnh vực phải giảm ít nhất là 1/3 đến một nửa các cái điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính là một cái, tôi nghĩ là một cái quyết định có tính chất đột phá. Và tôi cũng hoan nghênh một số bộ ngành, ví dụ như Bộ Công Thương đã đi đầu trong cái việc đưa ra cái chương trình cắt giảm một nửa số cái điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính của bộ mình. Và tôi nghĩ là trong các bộ ngành khác cũng hoàn toàn có thể thực hiện được như vậy. Quốc hội cũng đã rất là quan tâm và phê chuẩn nghị quyết 42 về thực hiện thí điểm xử lý nợ xấu cũng như là phê chuẩn luật sửa đổi luật các tổ chức tín dụng. Thì những cái khó khăn này thì cũng đã được giải quyết ở hai cái dự thảo nghị quyết cũng như là luật này. Thế và chính phủ thì cũng đã trình các cấp có thẩm quyền để phê chuẩn cái đề án tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng cho giai đoạn 2016-2020. Thì đây là một khối lượng công việc sẽ vô cùng lớn trong năm 2018 mà ngành ngân hàng từ trung ương đến địa phương, từ ngân hàng nhà nước cho đến các tổ chức tín dụng phải triển khai rất nhiều các cái công việc để có thể đưa cái dự thảo, đưa cái nghị quyết cũng như là luật sửa đổi này đi vào cuộc sống. Ngay sau ban hành nghị quyết 01, Thủ tướng cũng đã tham dự các buổi tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của các bộ ngành và đã giao từng nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành địa phương. Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải là đầu mối tổng hợp tham mưu cho Chính phủ, chủ động đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc để thúc đẩy kinh tế phát triển. Ngành Công Thương phải ưu tiên thu hút đầu tư dự án công nghệ cao, sản phẩm cạnh tranh thân thiện môi trường, thúc đẩy sản xuất theo hướng xuất khẩu và đồng thời giữ vững thị trường trong nước, đặc biệt là các kênh phân phối hàng hóa. Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2018 tổ chức mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng tăng trưởng và phát triển là một cuộc đua marathon đường trường, chứ không phải chỉ là một cuộc chạy đua nước rút. Thủ tướng yêu cầu hãy coi những thành tựu kinh tế 2017 là cơ sở để Việt Nam có thể tự tin hơn trong nỗ lực tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng mạnh mẽ, từ đó tạo ra nền móng vững chãi hơn để nền kinh tế có thể tăng trưởng cao hơn trong dài hạn. Không được chủ quan và thỏa mãn với kết quả đạt được. Không được phép để quán tính của cỗ máy phát triển dừng lại. Trong thời gian tới, Việt Nam cần kiên trì theo đuổi mô hình tăng trưởng mới dựa trên nền tảng là năng suất và đổi mới sáng tạo. Cần nhanh chóng giảm bớt sự phụ thuộc vào những lợi thế cạnh tranh cũ như tài nguyên thiên nhiên hay nguồn nhân công giá rẻ. Đặc biệt, trong bối cảnh cơ cấu dân số vàng của nước ta chỉ kéo dài thêm khoảng 2 thập kỷ nữa và áp lực cạnh tranh quốc tế ngày một gay gắt hơn. Nhiều chuyên gia và tổ chức quốc tế dự báo kinh tế Việt Nam năm 2018 sẽ tiếp tục tăng trưởng khá cao nếu duy trì được tốc độ tăng trưởng khoảng 6,5-6,7% trên nền tảng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, đảm bảo được các cân đối lớn, bảo vệ môi trường, thì đó là một thành công lớn trong bối cảnh nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi, tái cấu trúc để phát triển bền vững.
Vâng, thưa quý vị, thực tế đã cho thấy thì một chiếc đũa dễ dàng bị bẻ gãy và bó đũa có thể làm nên sức mạnh. Câu nói này không chỉ đúng trong cuộc sống thường ngày mà nó còn là bài học rất hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy mà từ bước đệm tích cực trong năm 2017 để hướng đến phát triển bền vững trong năm 2018 thì một trong những giải pháp hàng đầu được các doanh nghiệp áp dụng, các chuyên gia đề xuất là đẩy mạnh liên kết, phối hợp để tăng cường phát triển bền vững. Sau đây là ghi nhận tiếp theo của chúng tôi. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh với hơn 400 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngành hàng sắt thép trên địa bàn, nhưng chưa có một tổ chức để tập hợp ghi nhận những phản ánh nguyện vọng của doanh nghiệp đề đạt lên cơ quan có thẩm quyền. Bên cạnh đó, việc không liên kết còn dẫn đến việc cạnh tranh chưa lành mạnh, gây thiệt hại cho chính các doanh nghiệp trong ngành. Trước thực trạng đó, vừa qua theo quyết định của Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp trong ngành đã thành lập ban vận động câu lạc bộ doanh nghiệp thép Thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu đẩy mạnh kết nối các doanh nghiệp trong ngành, tạo nên sức mạnh tổng hợp và nâng cao năng lực cạnh tranh ngành thép nước ta với bạn bè quốc tế. Phát từ những nhu cầu thành lập một tổ chức nghề nghiệp sản xuất kinh doanh sắt thép tại Thành phố Hồ Chí Minh, tập hợp các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh để cùng nhau hợp tác, trao đổi thông tin, cập nhật chính sách, thông tin thị trường kinh doanh sắt thép để bảo vệ hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo vệ thị trường trong nước, tăng cường mở rộng ra nước ngoài. Với vai trò là câu lạc bộ doanh nghiệp thép Thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ thép doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh gắn kết các doanh nghiệp thép cùng trong ngành, cùng trong phát triển trong giai đoạn hội nhập quốc tế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đoàn kết, giao lưu thông tin, tương trợ nhau nhằm đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, bảo vệ quyền lợi, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp của các doanh nghiệp. Một mô hình kết nối giúp các doanh nghiệp Việt phát triển bền vững cũng khá thành công thời gian qua là dự án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam phát triển bền vững, được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp cùng Công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Coca-Cola Việt Nam và Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN thực hiện. Dự án đã không chỉ liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước mà còn tạo cầu nối giữa doanh nghiệp nội địa với nhà đầu tư, đặc biệt là giúp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia vào chuỗi cung ứng của nhà đầu tư. Không chỉ chủ động kết nối giữa các doanh nghiệp, để có những thành công trong kinh doanh, việc kết nối giữa nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và người nông dân cũng cần được đẩy mạnh. Đối với Lương Quế thì chúng tôi cũng đang phối hợp với bà con nông dân, với chính quyền địa phương để tổ chức các cái gom những cái nông hộ nhỏ lẻ thành những cái tổ hợp tác sản xuất với quy mô lớn hơn, hỗ trợ, phối hợp với Sở Nông nghiệp để tập huấn hỗ trợ về kỹ thuật canh tác cho người nông dân để tạo ra một cái chuỗi cung ứng nguyên liệu mà tốt hơn để đáp ứng được cái nhu cầu mà cái sản xuất các cái sản phẩm sạch và đạt cái chuẩn organic. Đồng thời, việc liên kết cũng phải được thực hiện ở mô hình rộng hơn là liên kết giữa các vùng, đặc biệt đẩy mạnh liên kết phối hợp chặt chẽ giữa các vùng kinh tế trọng điểm với các tỉnh thành trong cả nước. Nhà nước phải làm bốn chuyện để tạo điều kiện cho doanh nghiệp họ liên kết họ làm. Bốn chuyện gì? Thứ nhất là về quy hoạch phân bố lực lượng sản xuất là cái gì? Đó là nơi nào làm công nghiệp, nơi nào làm thương mại, nơi làm dịch vụ, chỗ nào trung tâm tài chính. Nói nôm na là không có chuyện cái lợi thế của vùng rồi chúng ta lại theo kiểu là cạnh tranh nhau, mà kể cả vấn đề thiếu cái gọi là cái lợi thế. Tôi ví dụ, để làm công nghiệp thì quá thuận lợi, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu quá thuận lợi. Khi đã phân bố rồi thì vấn đề rất quan trọng đó là xây dựng giao thông kết nối nội vùng. Cái giao thông này nó hình thành cả nối kết kinh tế, nối kết kể vấn đề quy hoạch và đô thị. Kết nối phối hợp giữa các vùng đã cho ra đời nhiều chuỗi cung ứng mang tính chất xuyên vùng. Kết nối phối hợp giữa các doanh nghiệp đã tạo ra sức mạnh tổng hợp, khối gắn kết thống nhất, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên toàn cầu. Kết nối giữa doanh nghiệp và người nông dân, nhà nước, nhà khoa học đã tạo nên những sản phẩm chất lượng, đầu ra ổn định, nâng cao đời sống người nông dân. Theo các chuyên gia, những tiền đề trên sẽ là động lực rất lớn cho Việt Nam phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Đúng với chỉ đạo và mục tiêu của chính phủ, trong năm 2018, kinh tế Việt Nam phải hướng tới phát triển nhanh và bền vững. Những ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tiêu điểm Kinh tế của chúng tôi ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.